thêm à, nó ăn càng cua rồi. Cầm này lên luôn, nó hai tay luôn vô. À, vô 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 à. Rồi cua ơi, cua ơi. Đây quá ngon, quá ngon, quá ngon. Tùy quá. Ăn đi. Này mày ăn đi. Ừ. Làm miếng ơi. Kêu mày ăn rồi. Làm miếng cà. Cái đồ đã nướng vậy nè, nướng chua này nè, ăn nhai luôn cũng ngon. Cái đồ chứ ngon hơn cái thảo. Béo. Ngon không? Béo hơn cái thảo. Ui da, nằm quá. Dùng miếng nóng này. Cái này nè, cái này này mới quyết định được cái con cua nè. Đâu, mở ra. Đó, ừ. Chấm muối vô còn, đẩy cái rồi. Không chấm rộm luôn đó. Ngay ngay rồi rộm luôn, ngay đó. Đây, đó. Mới quyết định được con cua. À, cũng là một con cá à. Ừ. Làm cái đầu. Cái đầu thì chấm. Đầu không? À, vô vô mẹ vô ha. À. Ừ. Vô vậy ha. Cái này cũng rộm. Nó không dính gì. Này cái đầu luôn. Ăn nó nhai nó rạo rạo đúng không? Ăn nó cũng đặng. Đầu quá. Ba cái đầu mình giờ là quá khỏe rồi. Ừ, quá khỏe. Mình vậy là quá khỏe. Ừ. Còn gấp lắm. Còn. Ngắt này từ gấp gì nữa. Ừ. Nghe nghe đã không? Hả? Béo. Ừ. Mấy miếng này. Mấy gì?